viral đến từ đoàn của Pháp, thực hiện phần thi đầu tiên của mình. Trước đấy thì chúng ta đã được chứng kiến nhiều phần thi với vũ khí là gậy như là giáo, và giờ đây sẽ là một thanh đao đến từ Cyril. Chàng trai với một mái tóc rất đặc biệt cùng với một chiếc kiếm. Phần thi của Cyril đã hoàn thành. Bây giờ sẽ là phần chấm điểm của ban giám khảo. Ở thể thức này thì không có các bảng điểm hiển thị trên màn hình, hay là chúng ta chưa thể biết được rằng đối thủ hay là vận động viên nào sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Pháp đến với liên hoan lần này với một lượng lớn vận động viên và đều có cho mình những màn trình diễn tương đối tốt ở trong phần thi sáng ngày 28. Và sau đây sẽ là phần thi của vận động viên đến từ Algeria. Chia sẻ của vận động viên này trong ngày khai mạc hôm qua cùng với sở thể thao thì anh này cho rằng khoảng thời gian ở Việt Nam tới đây sẽ rất là đáng nhớ, và anh cảm thấy sự tương đồng nhất định giữa Việt Nam và Algeria. Đó là lý do tại sao môn phái bầu cổ truyền Việt Nam lại phổ biến tại đất nước châu Phi này. Anh theo tập bộ môn này từ năm anh 6 tuổi và đã có 13 năm kinh nghiệm ở bộ môn võ cổ truyền. Chắc chắn anh sẽ là một đối trọng lớn dành cho các vận động viên nước nhà của chúng ta. Tuy nhiên đó cũng là một cơ hội tốt để nâng cao trình độ chuyên môn của môn phái này ở trên tầm thế giới. Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Trong chiều nay sẽ tiếp tục có các nội dung thi, bắt đầu vào lúc 2 rưỡi chiều nếu tôi không nhớ nhầm. Và ngay sau vị trí của anh Angeri đó chính là vận động viên đến từ Maroc. Nhắc đến Maroc thì không thể không nhắc đến vị trí thứ tư tại kỳ FIFA World Cup 2022 vừa qua được tổ chức tại Qatar. Một thành tích có thể nói là lớn nhất trong lịch sử thể thao của đất nước này. Và không những đất nước này mà còn là cả châu Phi. Phong trào thể thao ở Maroc cũng đang phát triển rất nhiều trong những năm gần đây.
với sự quan tâm của chính phủ cũng như các liên đoàn. Đó cũng là lý do khiến cho các bộ môn như là võ cổ truyền đang dần phát triển tại đất nước đến từ châu Phi. Đây cũng là phần thi đầu tiên vận động viên này trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy như anh đã gặp trục trặc trong quá trình biểu diễn của mình, và anh đã dừng phần thi của mình lại. Liệu sẽ có một phần thi lại hay không? Nhưng như chúng ta đã thấy trong buổi sáng ngày hôm nay, nhưng có vẻ anh đã gặp chút vấn đề về chấn thương. Rất đáng tiếc cho vận động viên đến từ Maroc. Chân của anh đã cảm thấy không ổn sau pha đáp đất vừa rồi. Thực sự đáng tiếc cho vận động viên đến từ Maroc. Chúc cho anh chóng lành lại để tiếp tục thi đấu tại giải đấu lần này. Một nỗ lực đáng khen đến từ anh chàng đến từ châu Phi. Huấn luyện viên đã có những lời động viên. Tình huống đáp đất không tốt dẫn đến chấn thương, và phần thi của anh đã phải khép lại một cách nhanh chóng. Chấn thương của anh chàng Maroc này cũng đã khép lại phần thi buổi sáng ngày hôm nay ở khu vực, nếu không nhầm là bàn giám khảo tổ 4. Viên đến từ Pháp. Nhìn anh này thì rất giống Việt kiều Pháp. Sẽ đại diện cho đoàn thể thao của Pháp thực hiện phần thi buổi sáng ngày hôm nay. Nhật Tiến. Hiện tại thì liên hoan võ thuật đang được diễn ra tại nhà thi đấu Đa Năng quận 7. Và thời điểm này đang là gần 10 giờ sáng ngày 28 tháng 7. Và các phần thi ở các phần sân khác đã hoàn thành. Chỉ còn phần sân này vẫn đang tiếp tục có những phần thi quyền với lại vũ khí. Đang có những trao đổi giữa huấn luyện viên của đoàn Pháp. Anh chàng này đã chạy lên khán đài, không biết là đã để quên gì. Như vậy là có thể anh đã có phần thẻ thi đấu không hợp lệ và phải tiến hành lấy passport của mình ra để đăng ký phần thi. Có vẻ như có thể dự đoán được rằng các trọng tài đã hơi nghi ngờ về quốc tịch của anh chàng này, thế nên là đã có sự kiểm tra thứ hai cho chắc bằng việc xem hộ chiếu của anh này, và không có gì bàn cãi nữa, anh sẽ đại diện cho Pháp. Khán đài ngày hôm nay thì rất đông các cổ động viên đến từ Pháp hoặc là đang sống ở Việt Nam là người Pháp cổ vũ các cổ động viên đến từ Trung đô ánh sáng này.
tuyệt vời. Ngọc Tiến đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần thi của vận động viên đến từ Pháp thì phải. Anh không mang quốc kỳ trên áo của mình, cho nên là chúng ta vẫn chưa biết là anh đến từ đoàn nào. Nhưng với những giao tiếp của anh với lại đoàn này, tôi nghĩ là anh đến từ Italia. Sợ mì ý. Và anh cũng đã phải thực hiện thủ tục là lấy hộ chiếu để cho các trọng tài có thể kiểm chứng được danh tính của mình. Và anh sẽ bắt đầu phần thi của mình ngay sau đây. Vận động viên này cũng là vận động viên ngoại cuối cùng thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay. Theo những chia sẻ mà Sa Thể Thao có được cùng với đoàn vận động viên đến từ Ý, thì ở Ý bộ môn võ cổ truyền không quá nổi tiếng, chỉ có 3 trường dạy võ cổ truyền tại Italia, đó là ở thành Rome, ở thành phố Milan và ở Venice. Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Mình khuôn mặt rất thư sinh, nhưng có võ. Cái lắc đầu, không biết là anh cảm thấy không hài lòng với phần thi của mình hay sao. Có vẻ là như vậy. Anh có thể sẽ làm tốt hơn trong các phần thi tới.